Anh Khoa và những người thiện chương trình xin chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương mục Chat Với Sao. Và chúng ta đang trong những ngày thật đặc biệt để cùng chào đón một năm mới theo mùa Tết Nguyên Đán Canh Dần 2010 và trải dài trong suốt một mùa Tết với nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui cùng với bạn bè, người thân và gia đình. Chắc chắn đâu đó là những câu chuyện thật vui đầu năm, thật là rôn rã để chúng ta cùng nhau bắt đầu cho những điều mới mẻ nhất, cho những điều yêu thương nhất trong một năm, trong cuộc hành trình cuộc sống của tất cả mọi người chúng ta. Và những vị khách mời đáng quý trong dịp Tết này, chúng ta sẽ tiếp tục cùng gặp gỡ những gương mặt mà có tin chắc là khán giả khắp mọi nơi đều yêu mến với tiếng hát, với phong cách và cả hình ảnh của những khách mời nữa. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ khách mời đặc biệt đang cùng chuẩn bị đến trò chuyện với tất cả quý vị, các khán giả của Chat Với Sao. Chúc Lam, Chúc Linh. Trước tiên Linh chào Khoa, một người MC rất là dễ thương, nói chuyện rất là lưu loát. Linh kính chào quý vị đang xem chương trình Chat Với Sao. Một năm mới thật là vui, thật là nhiều hạnh phúc và đặc biệt hơn nữa là thật là nhiều sức khỏe. Chúc Lam, lần đầu tiên được đến với chương trình Chat Với Sao. Chào em Khoa, Khoa dễ thương quá quý vị ơi. Hôm nay Chúc Lam, Chúc Linh được cơ hội đến đây để trò chuyện với quý vị trong vài phút trong dịp Tết của mình. Thì Chúc Lam, Chúc Linh cũng không biết nói gì hơn. Xin chúc tất cả quý vị một năm mới bình an, nhiều sức khỏe, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt thôi. Mà thậm chí không ra cũng càng tốt. Đúng rồi. Những cái dịp Tết cổ truyền như vậy, không có dịp ở quê nhà thì Chúc Lam và Chúc Linh có những cái kỷ niệm hay là có những cái gì để mà mình lưu giữ cái truyền thống Tết của ông bà ta ở tại nước ngoài hay không? Thưa quý vị khán giả, là Linh với Lam cũng đi được 15 năm rồi. Thì cái 15 năm trước và 15 năm sau này, cái Tết nó thật sự nó khác nhau nhiều lắm. Là tại vì ngày xưa Linh nhớ là mỗi lần Tết đó là cứ phải mong đến ngày 30 để được nấu bánh chưng nè, bánh tét nè, làm mứt nè, củ kiệu đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi thứ được bày bán ở các gian hàng, nó tiện hơn tại vì cuộc sống bây giờ bận rộn hơn, ai cũng đi làm. Thành ra là Linh vẫn nhớ những cái lúc mà hồi còn nhỏ đó, cứ buổi sáng là trong sáng mùng 1 Tết là cứ đứng xếp hàng, là bố mẹ Linh là mỗi đứa thức một tí dầu thơm cho nó thơm rồi được cái phong bì lì xì đó. Thành ra mơ cả đêm không ngủ được. Mỗi lần Tết thì Linh cũng nhớ quê nhà rất là nhiều, mà mong rằng hy vọng một năm nào đó được trở về quê hương lại một lần nữa để mà ăn Tết. Mà cái Tết mình không biết, tại vì bây giờ không biết, cả khi mình lớn rồi thì mình cảm nhận cái Tết của mình á, với cái tuổi mình thì nó như thế nào, nhưng mà rất là mong. Còn đối với Chúc Lam, những cái ngày Tết như thế nào? Dạ Khoa ơi, quý vị ơi, Chúc Lam cũng vậy đó. Thì rất là mơ ước một lần nào đó, chỉ một lần thôi, để về Việt Nam ăn Tết cùng với lại gia đình, tại vì gia đình Chúc Lam cũng còn ở đây cùng với tất cả bà con mình ở quê hương nữa mà chưa được về. Thì không biết là tương lai thì chắc chắn sẽ về một lần rồi, tại vì cái Tết lúc nào cũng thấy vui, là giống như chị Linh nói là mua củ kiệu này, làm củ kiệu, làm bánh chưng, bánh tét. Nói chung là rất là nhớ Tết ở tại quê hương mình. Rồi những cái năm Tết khi mà bắt đầu vào cái con đường ca hát về theo nghề rồi, thì hai chị em đi lưu diễn những cái mùa Tết như vậy thì có làm những cái bài nhạc xuân để hát hay không? Thật ra thì nhạc xuân á, cũng khá nhiều, nhưng mà hình như với cảm nhận của Linh thôi, thì những cái bài xưa nó lại làm cho mọi người nhớ nhiều hơn là những cái bài xuân sau này. Tại xuân sau này nó những cái tiết tấu nó lạ, nó mới hơn thì nó vui hơn, nhưng mà những cái lời lẽ của cái bài ngày xưa nó vẫn khơi dậy. Đúng rồi. Thì thật ra là khi mà lúc mà Linh với Lam đi hát thì Linh Lam cũng hát những bài hát xuân của ngày xưa và ngày nay, tại vì mình kết hợp hai cái. Chứ nào xưa quá thì có nhiều lúc các em trẻ mà em không có hiểu, còn bây giờ hát mà mới quá thì các cụ lớn tuổi hơn thì có, ô có bài này lại không biết. Thành ra là hai chị em lúc nào cũng phải chọn những ca khúc cũ và mới để cho nó hòa hợp với nhau. Nhưng mà nói chung là xuân thì tất cả các bài xuân đều hay cả. Mà nghe bài xuân là mình thấy là mình xuân ở trong lòng rồi. Mình cũng thấy rồi. Rồi. Nếu mà nói về xưa đó thì có Tết Nay là về nhạc trẻ, về đôi lứa. Tết Nay anh không thèm kéo mực vì đã có em tựa sáng hồng. Đó là đại khái vậy. Còn không thì có bài Ngọc Châu bây giờ là thì thầm mùa xuân.
rồi đánh nhiều, thức nhiều tầm thức tầm xương, lắng nghe mùa xuân về, đó là nhạc trẻ bây giờ. Còn nói về xưa thì rất là nhiều, nhưng mà hầu như là bây giờ thì mình thường, Lam Linh cũng như các bạn trẻ ca sĩ khác thường là hát bài xuân trẻ bây giờ nhiều hơn, tại vì cái tiết tấu ấy, nó nhanh thì nó vui hơn. Mà nói chung là tất cả bài xuân nào mà nghe là mình thấy mình rộn ràng trong lòng rồi. Sống một gia đình có nhiều anh chị em, theo như có biết vì tìm hiểu những cái thông tin ở trên mạng, rồi các báo chí trong các lần mà hai chị phỏng vấn nữa, các anh chị em và bố mẹ ở ở bên đó cùng với nhau như vậy, thì những cái ngày Tết mọi người có quay quần bên nhau hay là sum họp với nhau hay không? Thật ra thì Tết thì Linh với Lam ít khi được ở nhà, tại vì mình phải đi lưu diễn. Khi mà có những cái ngày trước Tết đó thì cũng mua bánh mứt đã bày sẵn hết tất cả trong nhà, thì cũng ăn trước. Tại vì người ta ăn đúng Tết, nhưng mà Linh với Lam với cái công việc như vậy á, thì phải ăn trước Tết hoặc là sau Tết. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết, cũng mứt, cũng hộp dưa, cũng kẹo bánh, cũng bánh tét, bánh chưng. Lại nấu thêm một nồi thịt kho nữa để cho nó đúng cái hương vị Việt Nam nữa. Dưa, còn dưa giá. Dưa giá. Có dưa giá, có hết, sống không? Có hết, có hết. Nhiều, có hết. Mọi thứ đều có hết. Nhưng mà có cái là mình không có được sum họp đúng cái ngày xuân để mọi gia đình. Tại vì bên đó thời gian nó khác như bên này. Thường thì người ta hay nói sau khi mà diễn phục vụ cho các khán giả xong, dù bất cứ ở nơi diễn nào thì thường những cái tràng pháo tay tung hô hay làm cho người nghệ sĩ họ thăng hoa. Nhưng mà sau đó khi mà chương trình xong thì một cái khoảng lắng, đôi khi người ta bị rớt rất là sâu và thường là buồn. Nhưng mà đó là đối với những ca sĩ hát đơn thôi. Còn có một cái điều rất là lợi thế, bởi vì có hai chị em bên cạnh nhau, thì cái điều đó nó mang ý nghĩa như thế nào? Linh thật sự mà nói là Linh với Lam rất là cảm ơn những cái gì mà Linh với Lam đang có, đã và đang có đến ngày hôm nay. Là tại vì hai chị em may mắn là hát chung từ hồi còn bé, lúc Linh được 6 tuổi và Lam được 4 tuổi, thì hát mãi tới bây giờ. Thành ra như câu hỏi của Khoa nói là Linh thấy là mỗi khi ca sĩ khi sau khi hát thì trở về lại với cái không gian của mình, thì có những cái lúc vui, có những lúc buồn, nhưng mà Linh với Lam thì hai chị em lúc nào cũng vui hết, tại vì mình cảm nhận là mình đã hạnh phúc và có những cái gì mình đang được có, và khán giả đã thương mến mình và cho mình quá nhiều trong suốt 15 năm như vậy, thì còn cái gì để mà mình phải hối tiếc nữa. Thành ra là mình mang những cái kỷ niệm đó để làm cho cái hành trang cho mình mà là niềm vui của mình nữa, thì không có gì phải buồn cả. Tại vì thật sự mà nói, mỗi công việc nó đều có những cái vui buồn khác nhau, thì đó là cái điều Linh với Lam rất là cảm ơn. Tuy nhiên cảm ơn bố mẹ Linh Lam và cảm ơn quý vị rất là nhiều, tại vì quý vị đã cho Linh với Lam như vậy cũng quá nhiều rồi. Thành ra có cũng xăm xăm cũng có buồn chứ vui. Đứng lên sân khấu thì rất là vui, mà sau đó giống như là Khoa nói, sau đó là phía sau sân khấu hoặc là về nhà, mình buồn là tại vì mình nghĩ chắc chắn cái công việc nào nó cũng không có một cái thời hạn và một thời gian, thì mai mốt không biết là nếu mình không còn tiếp tục để mà đến gắn liền với khán giả của mình nữa, hoặc là thì tôi nhìn già đó thì mình buồn lắm. Không, nghệ sĩ không có già. Nghệ sĩ mình không có già. Hoặc là một cái công việc hoàn cảnh như thế nào đó thì mình không có còn đến phục vụ và liên kết với khán giả mình thường xuyên nữa, thì mình buồn, rất là buồn. Nhưng mà cũng nhưng mà vui, bây giờ nghĩ thì... cái chuyện đó hết rồi. Nhưng mà hôm bây giờ vui thì nhiều hơn. Dạ, thì mong là quý vị lúc nào cũng thương yêu Trúc Lam, Trúc Linh, cũng giống như là tất cả anh em nghệ sĩ, dù bất cứ ở nơi đâu, hoặc là hoàn cảnh nào, hoặc là trong thời gian nào. Bước như xưa đêm đông người, rồi một ngày em cũng đi qua, dù ấm con tim lẻ loi, nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Trăng vàng ngàn sao, cứ đi hoang ngao,
Bây giờ chúng ta sẽ ngược thời gian một tí với 15 năm trước, một cái khoảng mà hai bạn còn ở Việt Nam, còn ở quê nhà. Vậy thì không biết rằng là gốc là Sài Gòn luôn hay là người ở đâu ạ? Nghe cái giọng thì lấy lợi lợi đó. Cái ly cho lông núa trước đi. Dạ, miền Trung rồi. Miền Trung, Quảng Nông, Đà Nẵng. Nói chưa hầm, chả hải khoa là quý vị là chắc là quý vị cũng ít nhiều gì cũng có đọc qua tin tức và của Trúc Lam, Trúc Linh với nhà thông tin đó, thì Trúc Lam, Trúc Linh là chính gốc là người Tam Kỳ, Đà Nẵng, cho nên là còn khi vô Sài Gòn thì vô lúc nhỏ, cho nên lúc nói chuyện thì cũng có cái này cái kia, nhưng mà nói thẳng ra là Quảng Nông, Đà Nẵng. Mà làm sao đó mà mình giữ được cái giọng nói theo cái vùng miền mình đã sinh ra và lớn lên? Thật ra thì mình sinh ở đâu thì mình nói theo cái giọng ở đó thôi. Nhưng mà Linh với Lam thì thật sự ra thì vô Nam lúc cũng còn nhỏ. Thành ra lại bắt đầu đi hát từ hồi còn bé. Nên khi mình hát thì mình phát âm theo cái giọng Bắc. Thành ra nó bị lẫn lộn là Bắc rồi Nam rồi lại Quảng Nam. Thành ra nghe thì hơi lợ lợ, chưa biết mình ở vùng nào phải không? Thành ra là thật sự Linh với Lam là người Đà Nẵng nhưng mà đi hát lâu đó. Thành ra cái giọng nó hơi Bắc một tí. Sinh ra và lớn lên ở một cái vùng quê mà có lẽ là nơi phải gánh chịu những cái đau thương nhất của đất nước, rồi nơi nắng gió rồi bụi đường mọi thứ. Mọi người chia sẻ như thế nào về quê hương nhưng mà mình đã sinh ra và lớn lên? Thật ra thì Linh với Lam sinh tại miền Trung thì Khoa cũng biết là miền Trung thì năm nào cũng có lũ lụt hết. Thành ra lúc Linh còn bé ở đó thì mỗi năm cứ lũ lụt, nhưng mà rất là thích, là tại vì mình không có hiểu được là khi mà lũ lụt rồi rất là
khổ cực cho gia đình. Nhưng mà mỗi lần như vậy nước lên thì hai đứa là đem cái bánh xe ra, ừ, bỏ đó rồi nhảy vô đó rồi cứ bơi ở trong nhà. Có. Nhưng mà tự nhiên Lục là thích thích. Tại vì nhớ vẫn nhớ. Tại vì trường học rồi đóng cửa hết, mình không tất cả mọi thứ đều ngưng hoạt động hết. Thành ra hai chị em được ở nhà, thành ra cứ bỏ cái bánh xe xuống rồi cứ leo lên cái bánh xe rồi bơi trong nhà, tại vì nước nó vô nhà. Tại lúc mình còn nhỏ mình cũng chưa ý thức, giống như mình cũng chưa có biết thì đó, cái không có biết. Mỗi lần Lục tới hả chị ha, thích lắm, thích chết chắc. Ôi Lục tới rồi. Đem đồ lên rồi, leo lên gác đứng ngồi nhìn xuống để bơi để lội đó, rủ mấy bạn chứ đi bơi theo. Cụ thể hơn là trong năm vừa qua không chỉ một mà đến ba trận bão đến với miền Trung. Chú Lam và Trúc Linh công tác ở nước ngoài thì có nghe được cái chuyện đó không? Dạ có qua rất khi mà bị lũ lụt là bên hải ngoại là biết nhiều, tại vì mình thông tin bây giờ mình rộng rãi lắm, thành ra biết. Và lúc đó có xem qua TV và truyền hình đó, thì với lại trên mạng nữa thì thấy trời ơi, mình thấy mình thương và mình quá may mắn đi. Đối với Trâm Lâm Đức Linh cũng giống như là những anh chị em nghệ sĩ hoặc là những đồng hương của mình tại hải ngoại rất là may mắn. Thì mình thấy không biết làm sao, thì bên đó cũng có tổ chức những cái đại nhạc hội đó, những cái show đó để mình quyên những tiền đó để mình gửi về đây. Đó thì vừa qua thì Trâm Lâm Đức Linh cũng có dự được một cái hai chương trình mới đây nhất là lũ lụt của miền Trung, thì cũng có dự chương trình đó thì quyên cũng được một ít thì gửi về cho bên đây. Thì cái đó là cái niềm vui nhất mà Trúc Lâm Linh thường được bên hải ngoại thường được những trung tâm để gọi đó, thì Trúc Lâm Linh sẵn sàng ngay. Cái đó là một niềm vui rất là hãnh diện cho Trúc Lâm Trúc Linh nữa. Thường khi mà đến với một cái hoàn cảnh sống khác thì rất là khó để mình có thể tiếp tục và nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình. Thế thì mọi người lại cảm thấy rất là bất ngờ khi mà Trúc Lâm và Trúc Linh vẫn theo nghề hát, và như là đến bây giờ thì có hai cô con gái lớn và rất là xinh xắn và thật là đáng yêu đối với các khán giả yêu mến âm nhạc. Thật ra thì Linh hồi đó còn nhỏ thì Linh không có hiểu là nghề nó phải đi với nghiệp. Hồi đó Linh không có hiểu, phải không? Nhưng mà chỉ nghĩ thích là làm thôi. Nhưng mà quả thật là khi mà mình đam mê một cái gì đó, nó lại gắn liền với mình không có thể nào không làm được. Đó là cái sự đam mê. Đã nói là sự đam mê rồi thì mình không bỏ được. Thật sự ra thì khi mà Linh mới làm quyết định sang hải ngoại sinh sống thì năm đầu tiên thì hai chị em ngưng hát hoàn toàn. Thì tình cờ năm thứ nhì thì gặp một người bạn đồng nghiệp nói đó, thôi hai chị em tại sao không tiếp tục công việc của mình. Tại vì lúc đó Linh với Lam là một trong những người ca sĩ trẻ tại Sài Gòn mà đi sang đó và lại không hát gì hết thì uổng quá. Thì nói chứ còn trông trẻ quá. Cái nghĩ là thôi không hát nữa, tại vì thật sự mình qua xứ người chân ướt chân ráo không hiểu gì hết. Mà bố Linh thì nói thôi đừng có đi hát nữa. Nhưng mà hai chị em nói thôi kệ, nó làm liều. Thế là bắt đầu hai chị em hát tại địa phương, hát ở những cái chương trình chương trình như là Tết hay mà là... Tại vì lúc đó đó Tết là thì Linh với Lam là một trong những người rất quá trẻ mà lại hát những cái loại nhạc nó quá sống động nên thành ra mọi người cứ ngớ ngẩn ra, ủa hai con này hát cũng được đấy chứ. Thì bắt đầu từ đó là những chương trình ca nhạc hay mời hai chị em đi, rồi sau đó hai chị em tiếp tục ca hát đến bây giờ. Và đúng là cái nghiệp nó đeo đuổi mình và như là bây giờ đấy. Và đến bây giờ thì các khán giả mới biết và yêu thương nhiều hơn một cặp song ca Trúc Lâm Trúc Linh. Thế thì ở điểm nào để mà có thể nhận diện ra được ai là chị, ai là em và đâu là Trúc Lâm, đâu là Trúc Linh? Dạ, ở nhà bạn bè thì chắc chắn là ai cũng biết hết, tại vì mình gần gũi với nhau mỗi ngày, thường xuyên. Còn lên sân khấu đó thì với lại khi mình vào video đó thì đa số là mặc đồ giống nhau, tóc tai cũng giống nhau, mà hình ảnh nhân dáng cũng giống nhau hết. Thì ngồi đây thì bây giờ rõ ràng như vậy. Thì bây giờ cái câu hỏi này vui lắm, tại vì khán giả nào cũng hỏi hết á. Mà Lam Linh đi show rất là nhiều nơi thì nơi nào cũng hỏi là chị ơi, chị nào là chị Lam, chị nào là chị Linh. Thì khi mà Lam nói rồi, Lam chỉ cho những cái mà bí mật của cái mặt mình hoặc là cái nhân. Rồi xong rồi qua hôm sau rồi, ủa chị nào chị Lam, chị nào chị Linh. Rồi hỏi nữa. Xong bây giờ ngồi đây thì bây giờ không biết nói sao, bây giờ là đây là chị Linh ha, đây là Trúc Lam, đây là Trúc Linh. Thì bây giờ quý vị nhất là bây giờ bé Lam là có cái nút ruồi ở đây, mà bé Linh thì không có. Thì bây giờ quý vị như vậy, chỉ có như vậy thôi, thì không còn cái nào hơn nữa. Hay là bây giờ cười thì bé Lam có cái răng khểnh chỗ này tí, mà bé Linh thì răng rất là đều, không có. Đó. Đặc biệt cho cái lần trở về này với khán giả và với sân khấu một lần thứ hai để tham gia Duyên dáng Việt Nam. Vì lần trước thì cùng một lúc là tham gia hai chương trình Việt Nam rồi, đúng không ạ? 16 và 17. Thì cảm giác như thế nào khi trở lại với các khán giả Việt Nam khi mà đứng trên sân khấu diễn liên tục 4 đêm rồi các cái buổi tập luyện trước đó nữa,
cái ánh mắt của các khán giả phía dưới hàng ghế? Cảm ơn Khoa về cái câu hỏi này, tại vì Linh cũng chưa được cơ hội nói nhiều về cái duyên dáng và trở về lần kỳ này. Thì lần kỳ này thì nó cũng có, mỗi lần nào nó cũng có cái sự chuẩn bị và cái sự hồi hộp nó khác nhau cả. Nhưng mà cái lần này thì Linh với Lam được ban tổ chức cho phép mình trình diễn một cái ca khúc mà quê hương mà lại dàn dựng theo kiểu hiện đại. Như là dân ca và đúng phối rồi, hiện đại. Đúng rồi, dân ca là chính là dân ca, cái bài hát rất là dân ca nhưng mà bây giờ được phối lại đương đại. Dàn dựng đương đại, rất là sôi động, rất là vui. Thành ra kỳ này rất là vui tại vì mình có được hai cái hình ảnh khác nhau. Đoạn đầu là hai chị em đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mà kỳ này lạ hơn nữa là Trúc Lam làm nam để cua lên. Cô em đi tán cô chị. Đưa cô chị về với quê hương. Rồi sau đó thì Linh mới làm được hai anh đón nàng về dinh. Thì đó là một cái bài hát mà Linh mới làm cái nội dung và cái cảm thấy rất là thích, tại vì cái bài hát nó đã đi sâu vô lòng người quá lâu rồi, mà cái lời lẽ nó quá dễ thương đi, nó bài rất là tự nhiên của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Mà Linh với Lam là Khoa là biết là Linh với Lam hát bài của Hoàng Thi Thơ đầu tiên tại hải ngoại luôn. Dễ sợ không? Thì đây là lần thứ nhì Linh với Lam được hát lại bài của chú. Như vậy là cái điều đó là cái điều mà mình cũng thấy sự ngẫu nhiên như vậy á. Có cái duyên, cái duyên hát bài của chú Hoàng Thi Thơ. Nếu mà một ngày nào đó mà một trong cả hai trở thành cô dâu trước thì có làm cho chú rể trong tương lai của một trong cả hai bị lầm tưởng hay là có một cái gì đó, có nghĩa là chiêu gì đó không? Không, cái này chắc không làm. Không, không. Cái này chắc không làm. Nhưng mà không phải, nhưng phải, nhưng mà Linh nghĩ là tại nãy từ nãy tới giờ Khoa Khoa chắc là vẫn còn đang nghĩ là Linh với Lam là hai chị em sinh đôi vậy không? Dạ. Phải không? Rồi. Thật sự mà nói Linh với Lam không phải là hai chị em sinh đôi. Dạ. Vậy thì Lam nhỏ hơn Linh tới 2 tuổi lận. Sinh trước. Sinh trước Lam 2 năm. 2 năm chứ không phải là 2 phút hay nghe vậy. Nhưng mà nhưng mà đôi 365 ngày. Dạ, đúng rồi. Wow. Nhưng mà quý khán giả của mình khắp nơi đó, từ hải ngoại cho tới Việt Nam, tất mình và tất cả đều nghĩ là sinh đôi. Tại vì bắt đầu mà Lam Linh bắt đầu trình diễn trên video đó thì hình ảnh giống nhau quá. Từ thì Linh được lợi vì Linh trẻ hơn 2 tuổi, trẻ thêm được 2 tuổi, là Lam bị cộng thêm 2 tuổi. Dạ. Linh là đúng không? Quý không biết quý phải nhìn một lần nữa nè. Không có phải sinh đôi đấy không? Dạ. Mà giống, rất giống nhau. Giống nhau. Dạ. Ở ngoài bây giờ thì thấy khác, cũng thấy khác, nhưng mà dạ, lúc mà lên mình trình diễn trên sân khấu giống y như vậy, tại vì cái đó là cái mà Lam Linh đã tập cho mình và đã muốn cho mình một cái sở trường như vậy, đã từ bắt đầu là hai chị em cho nó có cái gì đó cái lạ, dạ cái lạ chút xíu để quý vị nhà nó vui hơn nha. Cho nên là thực ra là cách nhau từ khoảng thời gian hai tuổi đúng không ạ? Thế thì tiếp tục cái câu chuyện hồi nãy qua có hỏi là nếu mà có chú rể của một trong hai thì có bị, tại vì Linh nghĩ là tại trai vì của hai chị có nhìn lầm không thể nghĩ nào. Là chú rể đó không thể nào đó, chú rể đó còn quê hơn mình đến hơn cũng khó, là tại vì thật ra Linh với Lam không có giống nhau mà khi mà mình đã quen một người nào đó rồi thì họ cái khuôn mặt của mình nó đã đối với họ không thể nào mà đúng khác rồi, được. Đối với tình yêu thì chỉ có một cái người đúng không ạ? Cho dù như mà Khoa nghĩ đi, cũng như quý thính giả nghĩ là khi mà một cặp sinh đôi thật sự đi chăng nữa, nó cũng có một cái nét thật là nhỏ khác nhau, chứ không thể nào mà nó đúng như rồi là giống nhau 100% được. Khoa chắc cảm thấy không, huống gì Linh với Lam không phải là hai chị em sinh đôi thì không thể nào mà nó giống nhau như hột nước được, thấy không? Và một cái bí quyết để mà cả hai chung hoặc riêng cũng được giữ được vóc dáng của mình nè, rồi cái sắc mặt và cả sức khỏe nữa, cái này chia sẻ với các khán giả, nhất là các quý bà, quý cô, các bạn gái đang cùng đến với chương trình. Linh xin phép được nói trước, tại vì Linh nghĩ là thật sự ra không có phụ nữ nào xấu cả, chỉ có mình chưa biết làm đẹp thôi. Cái quan trọng là đối với riêng Linh thôi, với cái kinh nghiệm trong suốt mười mấy năm như vậy, Linh cố gắng giữ gìn cho mình là mình cố gắng mình giữ không có, đừng để cái tư tưởng mình nó dễ buồn. Khó chịu, suy hơi tư, gắt gỏng và thì rất là khó, tại vì mỗi ngày mình phải va chạm và mình công việc của mình va chạm mỗi ngày thì làm sao mà không có xảy ra, nhưng mà mình cố gắng làm sao mà khi mà mình cái chuyện đó nó không đáng thì thôi, không có nghĩ tới nữa.
Linh nghĩ rất là khó, nhưng mà mình phải làm từ từ thì mình mới quen được. Cái thứ hai quan trọng nhất, đó là thiết là về tinh thần. Thứ hai là các bạn gái mình nên giữ cho mình một cái làn da thật là tốt, và tại vì cái làn da nó biểu hiện lên cái sự sức khỏe và cái sức sống của mình. Quan trọng nhất nữa, nếu mà mình có bề ngoài đẹp đi chăng nữa mà ở trong sức khỏe mình không có cũng không tốt, thành ra phải tập thể dục một ngày ít nhất cũng là 20 phút. Để cho cái Linh nghĩ là cái con người của mình như là cái bộ máy như vậy đó, thì có những cái trục như trong ấy thì mình phải làm cho nó hoạt động như vậy thì máu huyết nó lưu thông, thì dĩ nhiên cái con người mình nó sảng khoái hơn, nó khỏe hơn. Và đó là những cái kinh nghiệm của Linh. Linh cảm thấy là trong suốt mười mấy năm như vậy, Linh gìn giữ như vậy thì Linh thấy mình cũng như nó. Okay. Cũng mọi người nhìn cũng thấy Linh cũng từ không đó bây giờ không thay đổi, không thay đổi nhiều, cũng có nhưng mà không thay đổi nhiều lắm, thì đó là cái kinh nghiệm của Linh. Có chăng thì càng ngày càng trẻ ra. Đúng rồi. Với lại cũng tùy là hồi lúc mình mới lớn mình cứ nghĩ cái trang điểm nó đậm á, thì nó làm cho mình đẹp. Đậm nó làm cho mình đúng rồi, mình thấy mình đẹp, nhưng mà thật sự không phải đâu, mình không cần nhiều lắm, chỉ có một cái làn da tốt và mình chỉ làm tí xíu cho cái khuôn mặt mình nó tươi mát là được rồi. Thì đó là cái bí quyết của Linh thôi. Còn bây giờ đến Lam chia sẻ. Tươi mát bằng cách nào? Dạ thì chị Linh nói cũng đúng, nhưng mà Lam nghĩ là chắc mỗi người tự lo lắng và tự chăm sóc cho mình mỗi cách khác nhau. Và cũng do cái người của mình nó đã có sẵn, hoặc là mình không phải là mình không biết làm đẹp. Lam nghĩ là ai cũng mỗi người một cái nét đẹp khác nhau. Ví dụ như giờ Khoa nhìn Lam với chị Linh, Khoa thấy hai chị dễ thương, nhưng mà với người khác chưa hẳn là người khác đã có cái nhìn giống như Khoa, là hai chị này không phải là như vậy. Đúng cách nhìn một người. Đúng, thành ra mình tập thể dục rất tốt, mình ăn uống khỏe mạnh, không có béo phì, không có lệch thì tốt, mình ngủ nghỉ giấc ngủ rất là quan trọng, đó rất là quan trọng thật là với cái làn da. Nhưng mà nói chung là mỗi người thì có một cái nét riêng, thì mỗi người với lại cái người đối diện của mình nữa, thì ví dụ như mình cô gái này có một cái nét mặt rất là thon nhưng mà đẹp với người này, nhưng mà không, người kia lại không thích cái em thích cái nét đẹp đó. Hoặc là cô này có cái nét đẹp rất là strong, rất là mạnh mẽ, nhưng mà lại thích hợp với người này mà không thích với người kia. Thì nói chung lại là mỗi người có một nét riêng, và mỗi người có một cái cách giữ gìn và chăm sóc cho mình khác riêng và khác nhau. Thì đó là cái mình nói về chung, đó là cái căn bản, đó là cái cơ bản nhất của người mà muốn gìn giữ cái sức khỏe và cái sắc diện của mình, thì mình chỉ cần làm như vậy. Thì đó là cái điều mà Linh nghĩ là không có khó lắm để khi mà mình sẽ dành. Nhưng mà nói chung là cái tư tưởng mình rất là phải mạnh mẽ, mình phải tự tự đúng rồi. Vào tự nhắc nhở mình và tự và nhắc nhở mình là mình phải như vậy, thì chắc chắn là mình sẽ có một cái. Thật ra thì Linh với Lam khi mà Khoa nói cũng đúng, là hai chị em suốt mười mấy năm như vậy mà cũng cố gắng gìn giữ cho mình được cái vóc dáng như vậy, thì cũng là một sự khó khăn và cái sự rèn luyện rất là khổ luyện, gọi là khổ luyện. Tại vì mình phải cái cách ăn uống, cái cách làm việc, cái cách đi đứng, tất cả mọi thứ nó cũng đều làm cho mình là đến ngày hôm nay là đã mình khổ luyện suốt bao nhiêu năm như vậy. Thì Linh cũng nhân tiện đây, Linh cũng muốn chia sẻ với các bạn gái là từ nãy tới giờ Linh với Lam đã chia sẻ với các bạn rồi, không có khó gì lắm, chứ rất là đơn giản, nhưng mà mình cố gắng mình làm được một lần mình sẽ làm được hai lần. Nói chung là tự mình phải mình phải giữ cái ý thức của mình. Đợt này về không chỉ đứng trên một cái sân khấu lớn với Duyên Dáng Việt Nam và với hàng triệu các khán giả Việt Nam như vậy, bên cạnh đó còn những cái phòng trà, những cái sân khấu ở các tỉnh như là Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, và đặc biệt là ở sân khấu của phòng trà Đồng Dao nữa. Thế thì biểu diễn chính thức như vậy với các khán giả mà không chỉ một hai ca khúc mà trong đêm chắc chắn phải diễn như một cái live show, thì có một cái kế hoạch cụ thể nào hơn nữa cho một cái tương lai đầy hứa hẹn với các khán giả Việt Nam hay không? Thật ra thì Linh với Lam cũng đã ở trong nghề cũng 15 năm rồi, nhưng mà mỗi nơi mỗi khán giả nó có khác, cái không khí nó khác hết. Thì đây là cái sự chuẩn bị mà Linh với Lam cũng rất là lo lắng, tại vì mình ở quý vị đã đang chờ đợi hai chị em cũng khá lâu, mà mình làm không tròn cái trách nhiệm của mình thì đó cái điều mà riêng cho mình đã buồn rồi, thì khán giả cũng giống mình thôi. Thành ra là sau chương trình Duyên Dáng thì Linh với Lam sẽ bắt tay vào công việc ngay cho chương trình live show của hai chị em suốt từ ở Sài Gòn mãi ra ngoài Hà Nội. Thành ra cũng hơi
vất vả, dạ, bận rộn. Với lại cũng lo lắng, dạ, lo lắng lắm. Là tại vì mình cũng muốn làm tròn cái một cái công việc đó là mình sẽ trình diễn và diễn kiến với lại tất cả các quý vị khán giả ở tại Việt Nam mình. Từ đây ra Hà Nội, tất cả các nơi, thì thật ra bây giờ xong duyên giá là mình đã lo. Bây giờ thêm lo, nói chung là lo lắng lắm. Phải Trúc Lam Linh chắc chắn sẽ tập luyện và sẽ làm cho hoàn hảo để ra mắt với quý vị trong những ngày sắp tới đây. Và kính thưa tất cả quý vị, khi mà chương trình này quay hình và đến với những vị khách mời đặc biệt cho mùa Tết năm nay, mùa Tết Canh Dần, thì chỉ còn không đầy 10 ngày nữa thôi, thì tất cả quý vị đã, chúng ta đã có một cái mùa Tết thật là đầm ấm và an vui cùng với gia đình. Và như vậy có nghĩa rằng là sau khi quay hình xong thì chú Linh sẽ lên đường để trở về nước, để trở về với gia đình, với người thân của mình. Và một lần nữa thay mặt cho các khán giả truyền hình, cho tất cả những khán giả yêu thương hai chị trên đất nước Việt Nam này, chúc cho chú Lam, chú Linh luôn đẹp. Nhưng mười mấy năm nay vẫn giữ được cái phong độ này với vóc dáng, với sắc thái và với cái tâm lý cũng như mọi cái rất lúc nào cũng tươi mới và rất là vui vẻ nữa. Một cái mùa Tết không phải ở quê nhà nhưng sẽ vui vẻ và sẽ đầm ấm cùng với khán giả ở khắp mọi nơi và cùng với người thân gia đình của mình. Xin chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và luôn luôn trẻ mãi. Một lần nữa cảm ơn Khoa, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chắc Với Sao. Linh Lam rất là cảm ơn và đây là cơ hội để gặp gỡ quý vị. Không biết nói gì hơn, trước thềm năm mới, Linh với Lam kính chúc quý vị một năm mới thật là an vui, an bình, hạnh phúc và vạn sự như ý. Trúc Lam cũng vậy nữa, một lần nữa xin chào Khoa và cảm ơn Khoa đã cho cơ hội để hai chị em lên đây hàn huyên với quý vị trong thời gian cũng không dài mà cũng không ngắn. Thì trước thềm năm mới, Trúc Lam cũng vậy, chị Linh cũng vậy, chúc cho tất cả quý vị gia đình nhiều thật nhiều sức khỏe và trong lòng lúc nào tâm hồn cũng bình an hết. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới mà Trúc Lam Lưu Linh có cơ hội để trở lại nước, thì Trúc Lam Lưu Linh chắc chắn sẽ lên để nói chuyện cùng với quý vị gần xa bằng cái tất cả tấm lòng mà quý vị đã dành cho Trúc Lam Trúc Linh trong những thời gian qua. Và một lần nữa, Happy New Year. Bye. Và cũng như mọi lần, mọi từ đóng góp ý kiến của tất cả quý vị có thể gửi về qua hộp địa chỉ mail của chương trình chatvisao@gmail.com và ban biên tập chương trình Chat Với Sao 21/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian để đến với chương trình nhân dịp đầu năm mới và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau để cùng bắt đầu một năm 2010 năm Canh Dần. Xin cảm ơn rất nhiều và xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời.